Ok, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh NND Vlog. Mình là NND các bạn nhé. Tên thật của mình là Nguyễn Nam Dũng. Ok, thì là hôm nay thì mình sẽ triển khai một cái trận chiến, gọi là chính là nói chung là long trời lở luôn cả đất các bạn nhé. Đó là trận chiến của một con quái vật bạch tuộc. Holy shit các bạn. Rồi, chưa hết đâu nha anh em. Tiếp theo đó chính là Siren Head. Đấy, quỷ đầu hả loa nha các bạn nhé. Đây, quỷ đầu loa nha. Rồi ok, như vậy là mình triệu hồi ra bọn sàn hết rồi nhá. Thì là bây giờ mình sẽ các bạn biết mình sẽ làm gì không? Mình sẽ hóa to lên đấy, tức là ấy, cái con này sẽ là con đầu đàn nhá. Bởi vì bình thường các bạn biết không? Bởi vì bình thường là bọn quỷ đầu loa này thì nó chỉ tầm cỡ này thôi. Đấy, trừ khi nào kiểu như nó lớn thì nó thành như này đấy. Có những con nó cao khoảng hàng 50m đến 100m thôi các bạn ạ. Nhưng mà những con bình thường này chỉ cao khoảng độ 15 cho đến khoảng 30m thôi. Còn cái con này mình hóa siêu to lên thì cao khoảng độ 50m, 60m. Đấy thì là bây giờ các bạn biết mình sẽ làm gì tiếp theo không? Đó chính là mình sẽ nhuộm màu cho nó nha. Rồi, bây giờ mình sẽ biến con Sunhead trở thành Gold Sunhead nha các bạn. Và những cái con của nó mình sẽ biến thành Gold Sunhead luôn nha. Gold Sunhead, đấy. Tức là Sunhead vàng nha các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ triệu hồi một cái con quái vật nữa mà các bạn rất là mong chờ luôn. Đó chính là cái con này này. Tức là ấy, bình thường là mỗi một con quái vật nó xuất hiện nó sẽ có kiểu như là phải có cái nơi để sinh ra đúng không? Thì đây các bạn, đó chính là con mẹ đẻ của quái vật đầu loa. Đây là con Megaphone nha. Mẹ đẻ quỷ đầu loa các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là con mẹ đẻ quỷ đầu loa đầu tiên các bạn nhìn cái bụng nó chưa? Nó phình to ra nhỉ đúng không? Đó chính là cái phôi thai mà ở trong bụng nó, đó chính là cái phôi thai mà có san này hết. Mỗi khi con quái vật này chiến đấu thì nó sẽ đẻ ra nha các bạn nhé. Bình thường nó sẽ không đẻ ra những con quái vật đầu loài đâu. Mà khi nào ấy, nó chiến đấu, nó đánh nhau, một lúc sau bắt đầu nó mới đẻ ra. Đấy, đặc thù của nó như thế. Và cái chiêu thức của con này này, nó có một cái bộ loa cực kỳ to luôn. Và nó cái bộ loa này rất là hiện đại, nó có thể hút mình vào. Tức là những cái con quái vật nào hoặc là con người nhỏ hơn nó thì nó sẽ hút vào. Còn nếu như to hơn nó không nuốt được thì nó sẽ đẩy ra. Và cái lực sát thương của nó rất là mạnh nhé các bạn nhé. Nó làm cho chúng ta có thể điếc tai vỡ bụng luôn các bạn ạ. Đấy, nó hét vãi chưởng rồi các bạn. Nhưng mà trong cái tựa game này thì là nó không lột tả hết được cái sức mạnh của nó đâu. Ok các bạn, thì đấy à. Bây giờ mình sẽ để cho nó cái màu nguyên thủy nhá. Màu nguyên thủy của con hét con Megaphone này này, nó là màu trắng các bạn nhé. Rồi ok các bạn, thì là bây giờ hả, mình sẽ nhuộm màu cho nó. Rồi. Mình sẽ nhuộm màu cho nó để cho đồng bộ nhá. Rồi ok các bạn, bây giờ mình sẽ cho bọn này tỉn nhau với cả con quái vật bạch tuộc này nha các bạn. Nhìn kinh vãi chưởng bạn. Ok, bây giờ mình sẽ phải set nó đã. Tức là mình bị set nó để cho nó không tỉ mình nhọn nhé. Chứ không là nó mục tiêu ấy, mục tiêu của nó sẽ là mình. Bởi vì các bạn biết sao không? Con người nó là mục tiêu đầu tiên bởi vì con người nó yếu thế hơn. Đấy. Từ từ. Chuyển con này sang đây. Holy shit các bạn. Piu. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ fake tool nha. Mình sẽ fake ỉa tool nha các bạn nhé. Đâu nhỉ? Fake tool đâu nhỉ? Đây 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 đây. Ok. Rồi. Rồi. Bắt đầu nha các bạn. Ok, từ từ bây giờ mình sẽ chiến đấu bằng Ozer và một cái camera này. Ok các bạn nhá, bắt đầu này. Lên. Yeah. Wow. Holy shit các bạn. Woo. Ôi, nó giết chết 3 con san này hết rồi. Rồi xong. Chết luôn nha các bạn. Con này bỏ chạy này. Bây giờ nó đang quay ra đánh con mẹ đẻ của san này hết. Mẹ đẻ quỷ đầu loa. Có một con bỏ chạy này anh em ơi. What the hell. Không cùng chung chiến hạm rồi. Ok, các bạn thấy không? Các bạn ơi, các bạn đợi một lúc đi, đánh một lúc thôi thì là con Megaphone nó sẽ đẻ ra những con quỷ đầu loa khác, cho nên là chúng ta không sợ nha. Chúng ta không sợ bị tuyệt tôn, tuyệt tự đâu, cho nên là các bạn đợi ý một chút. À, vừa rồi thì là con Megaphone nó vừa sử dụng bộ loa để nó chiếu cái âm thanh cực kỳ mạnh vào người con quái vật bạch tuộc các bạn ạ, con Giant này này. Con boss Giant này rất to luôn nhưng mà nó không làm sao cả mà nhá, không bị đẩy ra. Wow, các bạn ơi, bình thường là cái con Megaphone này, đấy. Yeah, holy shit các bạn. Nó đẻ ra sát này hết rồi. Đây này, nó đẻ quỷ đầu loa rồi các bạn này. Đông vãi ạ. Mỗi một lượt đẻ nó đẻ đông cực. Holy shit các bạn. Mỗi một lượt đẻ nó phải đẻ 8 đứa. What the hell con. Wow. Wow. Con sai thật hết sát nào nó ăn thịt mình rồi. Trời đất ơi. Ghê. Sao kẻ nó đi các bạn. Wow. Wow. Ờ, đi rồi anh em. Như vậy là mẹ đẻ quỷ đầu loa đã bị con quái vật bạch tuộc này nó hạ gục rồi nha các bạn. Con này ghê vãi hàng các bạn ạ. Các bạn thấy chưa? Như vậy là sai rồi, hết rất mạnh. Nhưng mà hôm nay gặp đúng cái đối thủ luôn. Gặp đúng con quái vật này. Và bây giờ các bạn này, what the hell, con
Sunhead này nó bỏ chạy này. Mình sẽ lôi nó vào nha, mình sẽ lôi nó vào. Ủa nó nhìn thấy rồi, nó bắt được con mồi này. Wow, mình sẽ dâng hiến tế. Mình sẽ hiến tế con Sunhead này cho con quái vật này nha các bạn. Holy shit các bạn. Wow. Yeah, ok các bạn, ghê chưa các bạn ơi. Ok các bạn, thì là bây giờ nhá. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái một con quái vật nữa, đó chính là con Godzilla để mình tỉn lại con. Wow. Wow. Nó đánh mình hay nó đánh ai nhỉ? Được rồi các bạn, đây mình triệu hồi Godzilla nha. Rồi. Wow. Ghê vãi à, mình triệu hồi Godzilla ra để nó tỉn con quái vật. Ow, ấy mình đánh ta quá. Lên rồi anh em, lên rồi, gồng rồi. Holy shit, nó gồng. Wow. Ghê à. Ghê à. Đừng có đánh tao. Ok các bạn ơi, con bạch tuộc này nó đấm Godzilla các bạn. Ui, Godzilla với quật đuôi phát các bạn ạ. Quật đuôi phát con này không sao luôn. Ui, bình thường nhé. Bình thường là con Godzilla này nó quật đuôi thì là những cái con quái vật nó sẽ bị đẩy lùi ra phía sau các bạn nhé. Nhưng mà không hiểu sao con này rất là khỏe luôn này. Nó có thể chống lại được cái lực đẩy của Godzilla. Mấy cả cái con mẹ đẻ quỷ đầu loa, con megaphone ấy, khi mà nó tung cái loa ra là cái loa của nó là sóng cực kỳ mạnh, sóng âm. Nó là sóng xung kích rất là mạnh luôn. Thế mà cũng không đẩy được lùi con này ra các bạn ạ. Bình thường những cái con quái vật khác ấy, cái con megaphone ấy, nó đẩy phát một luôn. Thế mà con này khỏe phát trưởng các bạn ạ. Wow. Con này đúng là ngày hôm nay nó chính là con này địch thủ tất cả các bạn ơi. Con này độc cô cầu bại rồi các bạn ạ. Godzilla không làm gì luôn kiểu why ở ngoài. Sợ té lái luôn các bạn. Wow. Godzilla đang dùng đuôi quật các bạn nhé. Holy shit. Con Godzilla này nhìn sợ chưa các bạn ơi. Vẫn chưa thể tiêu diệt được nó. Wow. Hai con này bây giờ gọi là kỳ phùng địch thủ rồi. Godzilla kinh chưa? Wow! Ghê à? Giết tao đi! Bam đi! Yeah! Ok, cào liên tục vào người nó mà nó không còn dưới đề gì gần ạ. Thì là cái con quái vật bạch tuộc Giant này, con quái vật khổng lồ này thì là nó... Cái cánh của nó rất giống kiểu cánh rồng các bạn nhé. Nó là nó lai. Con rồng là một, nó là cái cánh. Và cái mặt của nó này, nó là mặt bạch tuộc. Tức là nó có thể đi trên cạn được này. Và nó có thể bơi được này. Và nó có thể bay được nha các bạn. Cho nên là con này nó khỏe ở chỗ đấy đấy các bạn ạ. What the hell các bạn, đánh như dưới nước nó đánh được luôn. Đánh trên trời nó đánh được. Dưới đất nó cũng tẩn luôn rồi nhé. Wow, Godzilla rất là mạnh nhưng mà không thể làm gì nó luôn này. Holy shit. Ghê à. Ôi nó quật đuôi kinh vãi à. Holy shit các bạn. To chưa. Một vả không chết. Mình á, mình sẽ kiểm tra info nha. Wow. Ôi, ôi hai con này trâu lắm các bạn ạ. Đánh như này thì không được bao giờ mới chết luôn. Thôi được rồi. Trong cái trường hợp mà đánh mãi không chết như này thì bây giờ mình sẽ triệu hồi ạ. Cái vũ khí missile của mình nha. Các bạn ơi, thì là bây giờ ấy, hai con này nó quá khỏe rồi. Nó là gọi kiểu như là kỳ phùng địch thủ rồi các bạn ạ. Bây giờ để mà đánh nữa thì chắc là long trời ở đất nó không xong nữa. Thì là bây giờ mình sẽ tỉn cho nó những cái quả tên lửa Tomahawk vào người nhé. Để xem con nào chịu đựng được quả tên lửa này của mình, con đó sẽ trở thành là người giành chiến thắng nhá. Còn không thì là tèo các bạn nhé. Bay. Wow. Holy shit các bạn. Không chết các bạn ơi. Info. Trời ơi, trâu lắm các bạn ạ. Ôi bọn này trâu lắm các bạn ơi, toàn triệu 2 triệu máu thôi này, không ổn rồi. Trong cái trường hợp này thì mình sẽ tỉn nó bằng một quả tên lửa nha. Bây giờ mình sẽ tỉn nó bằng một quả tên lửa. À không, mình nghĩ là mình sẽ sử dụng một quả bom nha các bạn nhé. Ok. Mình sẽ... À đúng rồi, anh em ơi. Một con nữa Megahorn. Được rồi, mình nhớ rồi anh em. Mình sẽ triệu hồi Megahorn để mình đánh hai con này. Yeah. Wow. Con Megahorn đã xuất chiến nha. Wow. Tỉn nó đi. Đây các bạn ơi, Megahorn. Con Megahorn này ấy, nó là con kiểu như là nó là con đầu đàn các bạn ạ. Ôi giời ơi, chết luôn rồi. Megahorn không làm gì được nha các bạn nhé. Hai con này kinh quá rồi các bạn ạ. Ghê thật. Bây giờ mình nghĩ là chỉ có những quả bom nguyên tử để tiêu diệt được hai con này thôi. Ghê thật.
Ok các bạn, thì trong trường hợp mà như này thì mình sẽ sử dụng bom nguyên tử nhá. Được rồi, bây giờ mình sẽ triệu hồi bom nguyên tử ra. Rồi, bây giờ mình sẽ triệu hồi bom nguyên tử nhá các bạn nhé. Để xem con nào trụ được các bạn nhé. Đây, wow, bom nguyên tử to vãi trưởng các bạn. Pew, 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 wow. Rồi, xong luôn. Oh my god các bạn. Như vậy là sau một cái loạt bom nguyên tử của mình thì là con God Godzilla đã nằm xuống rồi nha các bạn. Con quái thú này nó vẫn đứng ở đây nha. Wow. Ghê à. Kinh đấy. Đùa đâu. Chết rồi các bạn ơi. Như vậy là Godzilla tèo rồi nha các bạn nhé. Godzilla tèo rồi. Oh my god các bạn. Sợ tè đái luôn các bạn. Như vậy là cái quả bom nguyên tử kia của mình đã khiến cho con Godzilla nằm xuống rồi nha các bạn nhé. Một cái kết phải gọi là quá trưởng luôn. Vãi cả trưởng các bạn ạ. Con này vẫn là con địch thủ nhất ta. Hello. Wow. Mắt kìa. Ghê vãi trưởng ạ. Ôi. Ghê thật. Con này kinh thật các bạn ạ. Không hiểu là bây giờ con nào có thể tỉn được nó luôn. Nó to vãi cả hàng luôn. Con này đúng là con quái vật rồi. Bất khả chiến bại rồi các bạn nhé. Ghê thật. Được rồi. Mình sẽ thu hồi hai bọn này lại. Được, ok. Bây giờ mình sẽ thu hồi lại nhé. Thì là bây giờ mình sẽ... ok thì mình sẽ mang đến cho các bạn một cái điều thú vị khác, đó chính là mình sẽ triệu hồi ra một con quái vật khác nha. Thì là bây giờ mình sẽ kiểm tra ở trong cái chế độ Chevo Henderson này của mình ấy, chế độ Karimot này, để xem là nó có những con quái vật nào khỏe hơn không. Đây các bạn, mình sẽ triệu hồi con này. Nói thật với các bạn, con này thì thôi rồi các bạn luôn. Các bạn gặp con này ui lỗi ơi, các bạn gặp con này ngoài đời thì các bạn đúng là các bạn sợ té đái luôn các bạn nhé. Đây chính là con cá mập cổ đại. Và cái sức mạnh con cá mập cổ đại này thì các bạn ơi, các bạn hãy chuẩn bị xem đi, nó kinh như nào bạn nhé. Mình sẽ hóa cho nó nhỏ nhỏ xuống để cho bạn dễ nhìn nha. Ok, hóa nhỏ nhỏ xuống này. Đấy, ok. Rồi, tiếp theo thì bây giờ mình sẽ triệu hồi cái con bạch tuộc, con khổng lồ vừa rồi nhá, để cho bạn xem là cái sức mạnh của con cá mập bạch tuộc, cá mập cổ đại này nó sẽ khỏe như nào. Rồi, ok các bạn, bây giờ mình sẽ set up nó để cho nó không tịt mình nha, để xem là nó có thể tiêu diệt được không. Ok, bắt đầu nha. Bắt đầu. Yeah, lên. Nó cắn rồi anh em. Wow. Uầy, đấm kìa, đấm cá mập kinh phết các bạn ạ. Con cá mập này có thể bay được các bạn nhé. Kiểm tra con xem ạ. Đang tụt máu khá nhiều. Cái con bạch tuộc này đang tụt máu khá nhiều luôn. Con bạch tuộc này nó có 7 triệu máu cơ các bạn ạ. Nhiều vãi cả trưởng ấy. Nó 7 triệu máu bảo sao nó khủng như vậy. Còn con bạch tuộc này xem nó qua như máu này. Bạch tuộc này, ui bạch, bạch tuộc này chỉ có hơn 1 triệu máu thôi, 1.500.000 máu. Con bạch tuộc nó tận 7-9 triệu máu cơ mà. Nhưng mà nó đang tụt máu nhiều kìa. Nó đang tụt máu rất nhiều luôn ấy. Từ bao nhiêu? Hơn 9 triệu 754.000 máu. Bây giờ chỉ còn hơn 5 triệu máu thôi. Ok các bạn, đang tụt rất là nhiều, chính tỏ là cái lượng đam của con cá mập này tung ra rất là mạnh luôn. Ghê thật, mình sẽ theo dõi xem là con nào sẽ chiến thắng nha. Wow. À các bạn ơi, thì là cái bom khói vừa rồi là do cái con cá mập cổ đại nó tung ra nha các bạn nhé. Đấy, chiêu thức của cá mập cổ đại các bạn ạ. Wow, nó đánh càng ngày càng nhanh rồi các bạn ơi. Hình như là cái con quái vật bạch tuộc này đánh nhau với cả con cá mập cổ đại này, hình như là nó đánh nhanh hơn hay sao ấy. Wow, vãi trưởng ạ. Ok các bạn, cá mập cổ đại có lẽ sẽ chiến thắng rồi. Không đùa đâu nha các bạn nhé. Wow. Sắp chết rồi nha em ơi. Mình tin chắc rằng là con bạch tuộc sắp chết rồi bạn ạ. Wow, con bạch tuộc chết rồi các bạn ơi. Wow, vãi trưởng ạ. Oh my god các bạn. Con cá mập cổ đại này nó có 1.500.000 máu. Mà bây giờ nó vẫn còn 1.458.000 máu. Nó mất quá ít máu luôn các bạn ạ. Vai cả trưởng ạ. Như vậy là cái con bạch tuộc kia đã bị tiêu diệt rồi nha các bạn nhé. Chính tỏ là con cá mập cổ đại này nó có mạnh nhất này các bạn này. Đấy. Tiêu diệt hết luôn. Rồi ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn clip sau nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh NND Vlog và ấn quả chuông để khi mình đăng video lên thì các bạn sẽ nhận được thông tin video của mình nha. Bye bye. Hẹn gặp lại tất cả các bạn. Yêu tất cả các bạn nha. Bye bye.